Một tiểu hành tinh có kích thước nhỏ vừa được phát hiện chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ trước khi nó tiến vào bầu khí quyển và bốc cháy trên bầu trời miền đông nước Đức hôm 21 tháng 1. Đây mới chỉ là lần thứ 8 trong lịch sử một tiểu hành tinh được phát hiện trước khi đâm vào trái đất. Nhà nghiên cứu người Hungary Christian Sanetsky phát hiện một tiểu hành tinh mới từ đài quan sát ở Hungary. Đến khoảng 1 giờ 30 phút hôm 21 tháng 1 theo giờ địa phương, tiểu hành tinh này tiến vào khí quyển trái đất và bốc cháy. Đây là lần thứ 3 Sanetsky làm được điều này. Tiểu hành tinh hôm 21 tháng 1 rộng khoảng 1 mét. Theo Dennis Vida, tiến sĩ vật lý thiên thạch tại Đại học Western Canada, ông Vida chia sẻ trên mạng xã hội X, một trong những thước phim rõ nét nhất về tiểu hành tinh được ghi hình bởi camera livestream ở thành phố Leipzig, Đức. Tiểu hành tinh có thể đã tạo ra một số mảnh thiên thạch rơi xuống mặt đất trong quá trình lao qua khí quyển và phân rã. Ông Vida cũng cho biết tiểu hành tinh bắt đầu phân rã khi cách Berlin khoảng 50 km về phía Tây. Những tiểu hành tinh nhỏ như thế này thường không được phát hiện sớm. Với chiều cao chỉ khoảng 1 mét, không thường xuyên có hành tinh với kích cỡ nhỏ như vậy đâm vào trái đất. Nhưng lần này thì khác. Đồng nghiệp của tôi nói rằng tốc độ mà họ đo đạc được quá thấp, vì thế nhiệt lượng sản sinh không đủ đốt cháy. Tiểu hành tinh ban đầu được gọi là SA-2736, sau đó được Trung tâm Hành tinh nhỏ thuộc Liên đoàn Thiên văn Quốc tế IAU chính thức đặt tên là 2024BX1. Ngoài Đức và Hungary, trung tâm này ghi nhận dữ liệu về 2024 BX1 từ nhiều đài quan sát ở các nước châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha và Romania.